Giang Mỹ Nghi, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1971 tại Hồng Kông, là nữ diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình Hồng Kông. Năm 1996, cô ký hợp đồng với đài ATV Hồng Kông. Năm 1997, bộ phim Miêu Mập Chính Truyện mà cô đóng chung với Trịnh Tắc Sĩ và Bao Khởi Tịnh được phát sóng, trong đó cô vào vai chị gái xã hội công tác Khương Xuân Minh. Do phản hồi tích cực từ khán giả sau khi phim được phát sóng, cô tiếp tục tham gia các phần tiếp theo của loạt phim Miêu Mập như Nhà Có Ông Anh Mập và Miêu Mập Chính Truyện 2. Trong hơn 10 năm tại ATV, cô đã phát triển sự nghiệp đa dạng, tham gia vào các bộ phim kinh điển như Kim Bài Luật Sư, Vạn Gia Đăng Hỏa, góp mặt trong các phim điện ảnh như Đêm Đen Mông Cúc, Thương Thành và xuất hiện trong hàng chục chương trình giải trí như Thực Quyển Toàn Hồng Kông, Buổi Chiều Mông Mơ với vai trò là người dẫn chương trình hoặc khách mời. Năm 2009, cô chuyển sang đài TVB Hồng Kông. Năm 2010, cô vào vai Hồng Sang Hô trong bộ phim Người Phụ Nữ Đau Khổ. Nhờ vai diễn này cô được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê năm 2010. Năm 2011, cô được đề cử nữ diễn viên chính và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê năm 2011 nhờ vai diễn trong Cửu Giang Thập Nhị Phường và Tìm Hành Truy Kích. Sau lần thứ ba được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê nhờ vai diễn trong Danh Viên Vọng Tộc, năm 2013, cô giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê nhờ vai diễn tiếp viên hàng không Phương Nhụy Gia trong Bao La Vùng Trời 2. Sau đó, cô tiếp tục được đề cử nữ diễn viên phụ và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê nhờ vai diễn trong Sứ Đồ Hành Giả và Thân Ái Mẹ Tốt Của Tôi. Năm 2022, cô đóng vai nữ chính Mạc Văn Huệ trong bộ phim TVB Gia Đình Lên Xe Buýt, một bộ phim khai thác vấn đề khó khăn trong việc mua nhà và chỗ ở của các gia đình bình dân ở Hồng Kông. Bộ phim không chỉ thu hút được sự quan tâm của khán giả mà còn đạt được thành công về mặt rating và đánh giá. Nhờ vai diễn này, cô đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê năm 2022 và được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 36. Đời tư của Giang Mỹ Nghi, năm 2013. Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, Giang Mỹ Nghi tiết lộ rằng bạn trai của cô là Ngô Quân Tường, em trai của Ngô Quân Như. Hai người là bạn học tiểu học và sau khi trưởng thành đã gặp lại nhau, bắt đầu hẹn hò từ năm 2006. Vào tháng 10 năm 2018, Giang Mỹ Nghi thông báo rằng cô và Ngô Quân Tường đã chia tay được 2 năm và khẳng định rằng không có người thứ ba xen vào, hai người vẫn là bạn bè sau khi chia tay. Sau đó, một phóng viên đã tìm thấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của hai người tại một trang web của cơ quan chính phủ ở Seattle, Mỹ, chứng minh rằng họ đã đăng ký kết hôn vào ngày 23 tháng 3 năm 2006 tại địa phương. Khi được hỏi về việc này, Giang Mỹ Nghi trả lời rằng có lẽ do khi đó đã uống say nên làm sai chuyện gì đó, giờ đã quá lâu nên cô không còn nhớ rõ nữa. Giang Mỹ Nghi đoạt giải nhưng một năm rưỡi không có phim để đóng và vẫn làm bạn với chồng cũ. Tại lễ trao giải TVB 2022, Giang Mỹ Nghi đã giành giải thị hậu nhờ vai diễn trong Nghèo Học Làm Sang, nhưng sự nghiệp không những không tiến triển mà còn rơi vào tình cảnh không có phim để đóng. Hai lần duy nhất cô xuất hiện trong phim là ở vai phụ trong Đội Chiến Vô Hình và Romeo và Chúc Anh Đài, nhưng đây đều là những bộ phim đã quay xong từ trước khi cô đoạt giải. Tuy nhiên, một năm không đóng phim có thể do cô bận rộn với công việc khác hoặc lý do gia đình. Quan trọng là hiện tại và tương lai. Dường như để bù đắp, TVB đã sắp xếp cho cô làm MC các chương trình như Hẹn Nhóm Bạn Du Lịch Hồng Kông và Đại Vùng Vịnh, Món Ngon và Trò Chơi. Nhưng truyền hình Hồng Kông từ trước đến nay chỉ coi các chương trình tạp kỹ là phụ trợ. Hơn nữa, hai chương trình này tiếp tục theo lối mòn chi phí thấp và kịch bản cũ kỹ, khiến cô không nhận được nhiều sự chú ý. Giang Mỹ Nghi và Ngô Quân Tường vẫn là bạn sau ly hôn. Giang Mỹ Nghi và Ngô Quân Tường, em trai của Ngô Quân Như, đã hẹn hò nhiều năm. Năm 2018, Giang Mỹ Nghi bất ngờ tuyên bố họ đã chia tay 2 năm. Sau đó, cha của Ngô Quân Tường là Hạ Xuân Thu tiết lộ rằng hai người đã bí mật đăng ký kết hôn tại Seattle, Mỹ vào năm 2006 và đã ly hôn. Sau đó, Giang Mỹ Nghi vẫn luôn độc thân, nhưng cô và Ngô Quân Tường vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Khi phim mới của Giang Mỹ Nghi ra mắt năm ngoái, Ngô Quân Tường và mẹ anh, bà Đông, cũng đến ủng hộ. Sự nghiệp của Giang Mỹ Nghi,
Giang Mỹ Nghi sinh ngày 20 tháng 9 năm 1971 tại Hồng Kông. Vào đầu những năm 1990, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, tham gia quay quảng cáo truyền hình cho các thương hiệu như Tài Thái Khẩu Phục Dịch, Điệp An Hộ, McDonald's và từng là nữ chính trong quảng cáo dầu gội đầu 100 năm Rung Epfa của Châu Nhuận Phát. Năm 1995, Giang Mỹ Nghi xuất hiện trong các MV Quên Đi Ẩn Giấu và Em Nói Anh Ấy Là Người Em Muốn Cưới của Lưu Đức Hoa, sự nghiệp diễn xuất. Giai đoạn tại đài ATV Hồng Kông. Bắt đầu nổi bật. Năm 1996, Giang Mỹ Nghi đã định cư tại Canada nhưng quay trở lại Hồng Kông và gia nhập đài truyền hình ATV. Năm 1997, cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên, Miêu Mập Chính Truyện, đóng cùng Trịnh Tắc Sĩ và Bao Khởi Tịnh. Trong phim, cô vào vai Khương Xuân Minh, một chị gái xã hội công tác. Bộ phim sau khi phát sóng đã gây được tiếng vang lớn, phá vỡ kỷ lục về tỷ lệ người xem của chương trình truyền hình tại ATV năm đó. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các phần tiếp theo của loạt phim Miêu Mập như Nhà Có Ông Anh Mập và Miêu Mập Chính Truyện 2. Sau đó, Giang Mỹ Nghi trở thành một trong những nữ diễn viên chính của ATV và bắt đầu phát triển đa dạng. Năm 1998, cô đóng nhiều vai trong các bộ phim truyền hình như Kim Bài Luật Sư vai Nguyễn Phương Du, Tôi và Ma Cà Rồng Có Hẹn hai vai Hắc Vũ, Truyền Thuyết Mỹ Lệ vai Mã Bảo Cầm và Đại Hào Điện Ảnh vai Lôi Trữ Tú. Trong đó, Tôi và Ma Cà Rồng Có Hẹn hai đạt được điểm đánh giá 8,9 trên Douban tính đến năm 2023. Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình giải trí như Thực Quyển Toàn Hồng Kông, Du Lịch Thật Sự Vĩnh An, Đêm Trăng Sáng Hương Giang và Bay Cao Trong Thu Vàng. Năm 2002, cô liên tiếp tham gia 3 bộ phim kinh dị Chính Cô Gái và Một Con Ma, Văn Phòng Có Ma và Linh Hồn Bên Gối gặp trở ngại trong phát triển. Từ năm 2003, sự nghiệp của Giang Mỹ Nghi gặp khó khăn do những biến động trong ban lãnh đạo và sự thay đổi cổ đông của ATV, dẫn đến việc cô chỉ xuất hiện với vai trò phụ hoặc khách mời trong các bộ phim. Cùng năm đó, cô tham gia bộ phim Dân Quốc Vạn Gia Đăng Hỏa, đóng vai cặp chị em sinh đôi Ôn Nguyệt Hà và Ôn Nguyệt Châu. Vào tháng 11, cô vào vai Phương Dĩnh trong bộ phim Trinh Thám Cảnh Sát Bảo Tố và góp mặt trong bộ phim Không Thể Quên của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình giải trí như Buổi Chiều Mông Mơ và Năm Mới Hạnh Phúc. Từ năm 2004 đến 2008, Giang Mỹ Nghi xuất hiện trong các bộ phim như Đêm Đen Mông Cúc, Thương Thành và đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Tân Không Thể Không Yêu và Bươm Bướm Lửa. Cô cũng tham gia hàng chục chương trình giải trí với vai trò người dẫn chương trình hoặc khách mời như Vua Ẩm Thực 2 và Nữ Hoàng Xem Nhà. Sau đó, Giang Mỹ Nghi rơi vào tình trạng không có phim để đóng, cả năm chỉ có một bộ phim khách mời báo thù được phát hành. Và cuối cùng cô quyết định rời khỏi ATV, giai đoạn tại TVB. Khởi đầu lại từ đầu. Năm 2009, Giang Mỹ Nghi chuyển sang đài truyền hình TVB Hồng Kông, hạ thấp bản thân và bắt đầu lại từ vai trò diễn viên phụ như một người mới. Tháng 7 năm 2010, bộ phim truyền hình về chủ đề nữ giới nơi công sở người phụ nữ đau khổ mà cô tham gia đã được phát sóng, trong đó cô đóng vai Hồng San Hô, quản lý thương hiệu của một công ty mỹ phẩm. Bộ phim miêu tả những khó khăn và thử thách của phụ nữ hiện đại trong môi trường làm việc, được gọi là phiên bản Hồng Kông của Dulala. Nhờ vai diễn này, Giang Mỹ Nghi lần đầu tiên được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê. Tháng 10, bộ phim Nghĩa Hải Hào Tình mà cô tham gia đã lên sóng, được đạo diễn bởi Lý Thiêm Thắng. Phim kể về câu chuyện tình người và sự đấu tranh để tồn tại trong xã hội đầy biến động vào những năm 1920-1930. Giang Mỹ Nghi vào vai Triệu Đông Ni, vợ của nam chính Lưu Tĩnh. Bộ phim đạt được tỷ suất người xem cao nhất là 47 điểm, với 3 triệu khán giả cùng lúc theo dõi. Lập kỷ lục về tỷ lệ người xem và số lượng khán giả lớn nhất trong lịch sử TVB tại thời điểm đó. Trong cùng năm, cô cũng tham gia các bộ phim Ngũ Vị Nhân Sinh và Hình Cảnh. Tháng 8 năm 2011, hai bộ phim mà Giang Mỹ Nghi đóng vai chính là Tìm Hành Truy Kích và Cửu Giang Thập Nhị Phường được phát sóng đồng thời trên TVB. Tìm Hành Truy Kích kể về câu chuyện của một cảnh sát chìm lương tiếu tàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đội cảnh sát và gặp gỡ tên giang hồ Tô Tinh Bá. Trong phim, Giang Mỹ Nghi vào vai Viên Quân Lam, con gái của một trùm xã hội đen. Là bà chủ một quán ăn nhỏ, người có tình nghĩa và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu.
Vai diễn này giúp cô tiếp tục được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê. Cửu Giang Thập Nhị Phường là bộ phim về văn hóa gia đình làm rượu, lấy cảm hứng từ công ty rượu Cửu Giang ở tỉnh Quảng Đông, kể về những ân oán giữa hai gia đình làm rượu Tống và Lương. Trong phim, Giang Mỹ Nghi vào vai Tống Đinh Gia Bích, vợ thứ ba của gia đình Tống. Vai diễn này giúp cô lần đầu tiên được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê. Cũng trong năm đó, cô tham gia các bộ phim như Vạn Phụng Chi Vương và Hôn Nhân Tiền Đình và đóng vai khách mời trong bộ phim Đào Tỷ của đạo diễn Hứa An Hoa với sự tham gia của Diệp Đức Nhàn và Lưu Đức Hoa trong vai con gái của một người dân cư viện dưỡng lão. Năm sau, Giang Mỹ Nghi tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc cao. Tháng 3, cô đóng vai Tư Chi Mạng trong bộ phim hài thời trang Người Cha Tuyệt Vời, tiếp theo đó là phim Cảnh Sát Phi Hổ, vào vai giám đốc điều hành của công ty duy nhất vô địch, Dư Học Ân, và trong bộ phim Trinh Thám Thời Trang Nộ Hỏa Nhai Đầu 2. Cô vào vai Jenny. Ngày 22 tháng 10, bộ phim Danh Viên Vọng Tộc được phát sóng. Bộ phim kể về câu chuyện của Ngài Trạng Sư Chung Trác Vạn, một luật sư nổi tiếng ở Hồng Kông, và cuộc sống của 5 người vợ của ông. Mỗi người đều có lý do riêng để theo đuổi địa vị và tự do cá nhân. Giang Mỹ Nghi vào vai Dịch Ý Phương, người vợ thứ ba quyến rũ. Và với vai diễn này, cô lần thứ ba được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê, ngày càng phát triển. Sau nhiều năm rèn luyện tại TVB, Giang Mỹ Nghi bắt đầu gặt hái được thành quả. Năm 2013, cô tham gia bộ phim truyền hình tình cảm Hiện Đại Bao La Vùng Trời 2, phần tiếp theo của bộ phim kinh điển Bao La Vùng Trời của TVB. Phim kể về những câu chuyện tình yêu và sự nghiệp của các phi công và tiếp viên hàng không trong công ty hàng không Thiên Tụng. Trong phim, Giang Mỹ Nghi vào vai trưởng cabin Phương Duệ Gia. Sau 3 năm liên tiếp được đề cử, cuối cùng cô đã giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê nhờ vai diễn này. Cùng năm đó, cô cũng tham gia bộ phim hài Hiện Đại Quý Cô Lỡ Thì trong vai nữ nhà văn Ung Sam. Và xuất hiện với vai khách mời trong bộ phim tình cảm Lần Đầu Không Phải Là Em với vai Bảo Mẹ. Bắt đầu từ năm 2014, Giang Mỹ Nghi đã thể hiện nhiều vai diễn phụ nữ độc lập và thành đạt. Trong bộ phim Thương Chiến Tài Chính Điểm Kim Thắng Thủ phát sóng vào tháng 6, cô vào vai Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chứng khoán Thái Phối Huân, người đã đấu tranh quyền lực với Chủ tịch Lăng Duệ Tham Lam. Sau đó, trong bộ phim Hình Sự Hiện Đại Sứ Đồ Hành Giả, cô vào vai một công tố viên mạc hiện tình không sợ quyền lực và đầy tranh cãi. Phim đã đạt được mức rating cao nhất là 28 điểm trong tuần đầu phát sóng trên TVB và trung bình 25 điểm. Đồng thời vượt qua 15 tỷ lượt xem trên các nền tảng tại Trung Quốc, trở thành một trong những bộ phim hot nhất năm. Giang Mỹ Nghi đã lần nữa được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê nhờ vai diễn này. Tiếp theo, cô còn vào vai cảnh sát Lâm Á Lôi Cương Trực, không khoan nhượng với cái ác trong phim Hình Sự Dĩ Hòa Vi Quý, vai luật sư Lữ Quang trong phim hài Pháp Luật Hiện Đại 4 Cô Gái Ba Quán Ba, và vào vai Quan Bội Lâm, một điều tra viên trưởng tinh tế và chuyên nghiệp trong Hành Động Liêm Chính 2016. Năm 2015, bộ phim Vua Việt mà Giang Mỹ Nghi tham gia đã ra rạp, cô đóng vai Hồng Tỷ trong phim. Tháng 2 năm 2017, bộ phim truyền hình Gia Đình Hiện Đại Yêu Thương Mẹ Tốt với sự tham gia của Giang Mỹ Nghi cùng Huỳnh Trí Hiền, Mễ Tuyết và các diễn viên khác đã được phát sóng. Bộ phim sử dụng cách tiếp cận nhẹ nhàng để thảo luận về các phương pháp giáo dục thế hệ mới và nhiều vấn đề xã hội ở Hồng Kông. Trong phim, Giang Mỹ Nghi vào vai người mẹ toàn thời gian Cha Hướng Thiện. Vai diễn này đã giúp cô lần đầu tiên sau 6 năm được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Người Mê. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các bộ phim Yêu Thương Mẹ Tốt Lần Nữa, Sát Thủ và loạt phim Sứ Đồ Hành Giả. Năm 2022, Giang Mỹ Nghi cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Ngày 17 tháng 10, bộ phim truyền hình Mừng Sinh Nhật TVB Nghèo Học Làm Sang do cô đóng cùng Lâm Mẫn Thông và Bảo Khởi Tịnh đã được phát sóng. Trong phim, Giang Mỹ Nghi vào vai bà nội trợ Mạc Vân Huệ. Nghèo Học Làm Sang với những câu chuyện gần gũi với cuộc sống và tình tiết đầy cảm xúc đã tạo được sự đồng cảm từ khán giả, đạt được cả thành công về rating lẫn đánh giá. Tập đầu tiên phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng đạt rating cao tới 23,2 điểm và trên trang Douban, phim nhận được số điểm cao nhất là 9,1, lập kỷ lục mới cho dòng phim kỷ niệm của TVB. Đồng thời, Giang Mỹ Nghi đã diễn xuất xuất sắc,
khắc họa rõ nét sự ám ảnh của một bà nội trợ đối với ngôi nhà và khao khát có một cuộc sống ổn định, nhận được sự công nhận và yêu mến từ khán giả. Với vai diễn này, cô đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Thiên Tinh Huy năm 2022 và được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình Hoa ngữ tại lễ trao giải Hoa đỉnh lần thứ 36. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, bộ phim truyền hình Đội chiến đấu vô hình mà Giang Mỹ Nghi tham gia đã lên sóng. Ngày 5 tháng 10, cô bắt đầu quay bộ phim Hoàng hậu sủi cảo. Ngày 16 tháng 10, bộ phim truyền hình Romeo và Chúc Anh Đại có sự tham gia của cô đã được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông. Tháng 1 năm 2024, Giang Mỹ Nghi đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong show du lịch ẩm thực chiến lược thưởng thức và vui chơi tại khu Vịnh Lớn.